Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 20 đô tốc cần có kia là BRX. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn ở link mô tả mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên muốn follow Twitter nè. Xin Twitter bạn theo dõi các bạn. Rồi các bạn like, các bạn dịch dẫn về Twitter các bạn tăng 5 người bạn luôn các bạn. Rồi các bạn Twitter lại. Mình đã Twitter rồi các bạn. Sau đó các bạn bật up lên. Các bạn xoay tiếp kênh group, kênh seller luôn các bạn. Lọc chậm quá. Rồi các bạn xoay sao các bạn. Sau đó các bạn bật up lên. Xoay tiếp kênh seller. Rồi các bạn xoay sao các bạn. Sau khi join vào xong thì bạn bật up lên link phong này nè. Sau đó thì các bạn điền lời username tại Twitter của tất cả bạn nha các bạn. Cộng win. V này nè, 9. 9 chứ mà ghi 8. Sau đó các bạn gọi lên link tweet nè. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào hồ sơ. Các bạn chia sẻ các bạn là tweet nè. Bạn sẽ chép liên kết nè. Sau đó các bạn gọi là chụp clip phong đi nè. Sau đó các bạn điền lưu xin em Telegram của tất cả bạn nha bạn. Thì bạn mở Telegram tất cả bạn nha. Các bạn nhập bài hình cùng vào setting. Copy xin em mình. Phòng anh 5 số 2. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB sẽ mất trên B20 trên giấy chocolate của tất cả bạn nè. Bạn sẽ chép địa chỉ giấy này. Gửi lên cho bot. Và link form nè. Rồi sau đó bạn không gỡ nữa. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 20 đô tập cần BRX. Nên đây em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.